máy bay Nga dồn dập khai hỏa, Ukraine mất hơn 16.000 quân ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 9 tuyên bố máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân của Ukraine, gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine. Máy bay, pháo binh và bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư Wijevo, Kozachia, Loknia, Konmakov, Lyubimovka, Malaya Loknia, Melovoy, Malaya Obukhovka, Medvezhye, Novi Put, Novaya Sorokzhina, Novoy Vanovka, Olovka, Plekhovo, Ruskoye Poreknoye, Sverdlovo, Pravda, Tonstilak, Cherkasskaya, Konopenka và Zhutny. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, với những thông tin trên, quả thật máy bay tấn công Nga dồn dập khai hỏa trên diện rộng, nhiều địa bàn. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115. Các cầu vượt tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Belopolye, Boyaro-Lezachi, Bondarevchina, Glukhov, Zurabka, Obody, Peremoga, Pavlovka, Ryki, Radkovka, Sumy, Salizino và Khoten ở vùng Sumy. Nga từng cáo buộc lực lượng Ukraine đưa quân và thiết bị từ vùng biên giới Sumy của Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong một ngày, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương vào các khu định cư Mariupka, Malaya Loknia và Bonsaya Obukhivka. Đối phương đã mất tới 20 quân, gồm những người đã thiệt mạng hoặc bị thương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới đã bị đẩy lùi ở vùng Kursk. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh của lục quân Nga, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới Nga hướng tới các khu định cư Novi Put và Medvezhye đã bị ngăn chặn. Đối phương mất tới 40 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 1 xe sọn chứa ngại vật và 2 ô tô. 5 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong ngày 22 tháng 9, Ukraine đã mất hơn 380 quân và 11 xe chiến đấu, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở quân bọc thép, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống pháo phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và 3 xe tải, 31 hệ thống tác chiến điện tử, 7 hệ thống radar phản pháo, 2 hệ thống radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe rà phá bom mìn UR-77, cùng 1 xe cứu hộ bọc thép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 9 tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả khu vực ở tỉnh Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10. Chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Ukraine thọc sâu vào Kursk, quyết ăn miếng trả miếng với Nga. Xung đột Nga-Ukraine đang tiến gần đến mùa đông thứ ba mà không có dấu hiệu lắng dịu, sau khi Ukraine điều động hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm xe bọc thép phát động chiến dịch đột kích lớn chưa từng có vào tỉnh Kursk của Nga, Moscow đã thực hiện một cuộc phản công lớn để đẩy lùi đối phương. Hiện tại, Ukraine đã chiếm được hơn 100 khu định cư, kiểm soát nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga. Quân đội Nga phản công quyết liệt, nhưng thông tin tình báo nguồn mở cho thấy Ukraine có đủ nhân lực, khả năng kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần để duy trì quyền kiểm soát của nước này. Mamuka Mamulatvili, chỉ huy của quân đoàn Georgia tham chiến tại Ukraine cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc trên lãnh thổ Nga. Nếu chiến dịch xâm nhập của Ukraine ở Kursk thành công, nó có thể định hình lại sâu sắc tiến trình của cuộc xung đột.
Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng nước này đã kiểm soát 1.300 km2 lãnh thổ Nga. Họ cũng đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực vừa chiếm được. Theo ước tính, con số này gần gấp 3 lần diện tích lãnh thổ mà Kiev giành lại từ tay Nga, đóng trong cuộc phản công kéo dài 3 tháng vào mùa hè năm 2024. Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đang tiến xa hơn 1-2 km dọc theo tiền tuyến mới. Giới phân tích cho rằng, quyết định của Ukraine tấn công Kursk dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Khu vực này có giá trị lịch sử, chiến lược và hậu cần quan trọng đối với cả hai quốc gia. Các tuyến giao thông tại Kursk là trung tâm hậu cần quan trọng của Nga. Những xa lộ và tuyến đường sắt chính đi qua khu vực này giúp Moscow vận chuyển quân đội và vật tư từ Nga và Belarus đến tiền tuyến ở Ukraine. Trung tâm đường sắt Kursk kết nối miền trung nước Nga với các khu vực phía tây nam gần Ukraine. Nếu Ukraine kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường huyết mạch trên, thì điều này sẽ làm gián đoạn đáng kể khả năng duy trì các hoạt động quân sự của Nga. Kursk là nơi có trạm đo khí đốt Suzhou, đóng vai trò quan trọng trong dòng khí chảy đốt của Nga đến châu Âu. Suzhou là trạm trung chuyển cuối cùng của Nga vẫn hoạt động trên tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine sau khi Kiev ngừng nhận khí từ trạm Sokranovka vào tháng 5 năm 2022. Việc Ukraine không đóng cửa tuyến đường khí đốt này ngay lập tức là minh chứng cho thấy Kiev không muốn cắt đứt dòng chảy khí đốt từ Nga qua lãnh thổ của mình. Theo ước tính, Nga cung cấp khoảng 14 đến 15 tỷ mét khối khí đốt đến các quốc gia như Slovakia, Áo và Hungary mỗi năm thông qua tuyến đường vận chuyển đó. Trong trường hợp Ukraine kiểm soát trạm Suzhou, Kiev sẽ có thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Moscow và có thể có tác động rộng hơn đến tình hình an ninh năng lượng của châu Âu. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách Ukraine chỉ 48 km. Nó có thể trở thành một con bài mặc cả quan trọng trong cuộc xung đột. Ukraine có thể tận dụng bước tiến gần nhà máy để gây sức ép buộc Nga từ bỏ quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Mặc dù Nga đã tăng cường phòng thủ khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhưng vẫn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn do nó nằm gần tiền tuyến. Ngoài ra, địa hình tại khu vực Kursk rất phù hợp với chiến thuật mà Ukraine áp dụng. Khu vực này bằng phẳng, thoáng đãng, cho phép xe bọc thép và xe tăng tiến nhanh. Kursk cũng là địa điểm diễn ra trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử, trong Thế chiến II, khiến nơi này trở nên có ý nghĩa biểu tượng đối với một cuộc xung đột chủ yếu sử dụng tăng thiết giáp. Kiev quyết ăn miếng trả miếng với Nga, giới phân tích cho rằng Ukraine dường như cũng xem xét kỹ lưỡng thời gian tiến hành chiến dịch đột kích lãnh thổ Nga. Điều kiện thời tiết trong tháng 8 rất phù hợp để tiến hành các hoạt động quân sự trước khi các cơn mưa mùa thu diễn ra. Mưa đến sẽ khiến các con đường trở nên lầy lội, có thể làm trì hoãn cuộc phản công của Nga. Bên cạnh đó, tháng 8 cũng là thời điểm các chuyến hàng viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine được chuyển giao sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá hàng chục tỷ USD cho Kiev hồi tháng 4. Điều này đã cho phép lực lượng Ukraine tiếp nhận và triển khai các thiết bị, vũ khí, đạn dược tiên tiến, vốn rất quan trọng đối với chiến dịch. Lực lượng vũ trang Ukraine UAF đã đạt được tiến triển đáng kể ở Kursk, tiến sâu khoảng 33 km2 vào lãnh thổ Nga. Kiev đã triển khai các lữ đoàn cơ giới và tấn công đường không, được hỗ trợ bởi các đơn vị chiến đấu chuyên biệt như Tiểu đoàn Trinh sát Độc lập số 130 và Trung đoàn 14 của Bộ Tư lệnh Giám sát Hệ thống Không người lái. Không quân Ukraine đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này, tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào lực lượng Nga bằng máy bay chiến đấu MiG-29 và phá hủy 3 cây cầu quan trọng dọc theo sông Sêm. Các cuộc tấn công này đã phần nào phá vỡ các tuyến tiếp tế, làm tê liệt hoạt động hậu cần của Nga. Quân đội Nga được giao nhiệm vụ đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk vào giữa tháng 10 năm 2024. Họ cũng được yêu cầu thiết lập một vùng đệm tại các khu vực biên giới ở đông bắc Ukraine. Nhưng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga rất khó có thể đạt được kết quả này. Kể từ khi bắt đầu phản công, Nga vẫn chưa thực hiện hoạt động chiến đấu quy mô lớn nhằm đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi khu vực. Các chuyên gia giải thích, để tiến hành một cuộc phản công tổng lực kéo dài trong khu vực Kursk, Nga sẽ phải tái triển khai các lực lượng bổ sung từ nhiều mặt trận ở Ukraine và điều động lực lượng mới được thành lập từ bên trong nước này đến bảo vệ Kursk thay vì tới tiền tuyến ở Ukraine. Về phần mình, Ukraine cũng có thể cần thêm lực lượng bổ sung nếu họ muốn tiếp tục tiến vào khu vực Kursk. Mặc dù họ vẫn chưa thiết lập được quyền kiểm soát tất cả các khu vực trên khắp phạm vi chính, ISW đánh giá rằng Kiev chắc chắn đã chuẩn bị củng cố vị trí trong một khu vực để thách thức cho bất kỳ hoạt động tấn công phối hợp nào của Nga.